Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre vừa cứu sống thành công bệnh nhân nam 64 tuổi bị tăng kali máu trong tình trạng nguy kịch trên nền bệnh thận mãn. Bệnh nhân NVD, 64 tuổi ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, nhập viện bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri trong tình trạng mê thở yếu, huyết áp 100/60mm thủy ngân, SpO2 98%, rối loạn nhịp chậm, kali trong máu 7.3mmol/lít. Sau khi xử lý hạ kali máu theo phác đồ không đáp ứng, bệnh nhân được chuyển tuyến lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 4 tháng 12. Lúc này bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, thở nặng nhọc, tim loạn nhịp khoảng 40 lần trên phút, huyết áp 100/60mm thủy ngân, rất nguy kịch, đe dọa ngừng tim ngừng thở. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, kali trong máu lúc này là 8.0mmol/lít. Kali trong máu bình thường từ 3.5mmol/lít đến 5.0mmol/lít. Kali trong máu cao hơn mức này, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nhịp tim và tử vong. Vì thế, việc cứu sống bệnh nhân tăng kali máu ở bệnh nhân này là vô cùng khẩn cấp. Bệnh nhân vào tới bệnh viện Ba Tri thì bệnh nhân hôn mê, thì được xử trí cấp cứu tại bệnh viện Ba Tri và có cái xét nghiệm kali. Thì kali ở tại bệnh viện Ba Tri là 7.3. Thì sau đó thì sơ cứu ban đầu và được chuyển lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Thì khi đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thì tình trạng bệnh nhân là hôn mê, thở oxy mát và được các bác sĩ ở cấp cứu cho xử trí cấp cứu và sau đó hội chẩn khẩn cấp thận nhân tạo. Chỉ có một cái kết quả điện tim, ngoài ra chưa các kết quả xét nghiệm kali là chưa có. Thì bên thận nhân tạo thì mới hội chẩn và cho các cái xét nghiệm bổ sung và tiến hành chạy thận nhân tạo khẩn cấp để cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời trong cái tình trạng mà nếu chúng ta chậm trễ hơn thì bệnh nhân sẽ ngừng tim. Thông thường các cái bệnh nhân mà tăng kali máu nặng như vậy thì đa phần là bệnh nhân sẽ tử vong ở ngoài viện, hoặc là bệnh nhân có vào bệnh viện thì cũng ngưng tim, nhưng mà cái đối với những bệnh nhân mà ngưng tim do tăng kali máu hầu như là mình hồi sức không có hiệu quả. Do đó cái việc mà mình cấp cứu một cái ca bệnh nhân sắp ngưng tim không có đáp ứng với điều trị nội khoa, tức là điều trị bằng thuốc, bằng cái phương pháp là thận nhân tạo, thì trong cái thời gian rất là ngắn, trong vòng 1-2 giờ là mình có thể đưa cái nhịp tim của bệnh nhân trở về cái trạng thái bình thường. Sau 2 giờ điều trị tích cực và chạy thận nhân tạo cấp cứu, kali trong máu của bệnh nhân về mức an toàn 4.6mmol/lít. Bệnh nhân dần hồi tỉnh, giảm khó thở, nhịp tim trở về bình thường, thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị tích cực tình trạng bệnh thận mạn và các bệnh nền kèm theo. Trước đó, bệnh nhân không biết mình mắc bệnh suy thận mạn nên chưa được tiếp cận điều trị, dẫn đến kali máu tăng cao. Vì thế, để hạn chế nguy cơ tăng kali máu gây tử vong, người bệnh cần khám bệnh, tầm soát bệnh suy thận mạn sớm để có các biện pháp điều trị hỗ trợ hợp lý. Tăng kali máu thì nó không phải là một cái bệnh mà nó là một triệu chứng cận lâm sàng của một cái bệnh, và nó rất là thường gặp, đặc biệt là trên các cái bệnh nhân suy thận, đặc biệt là suy thận mãn giai đoạn cuối, do cái chức năng thận của bệnh nhân nó không có đào thải được cái chất kali. Ngoài ra thì cái tăng kali máu nó còn gặp ở trên một số cái bệnh nhân khác, đặc biệt là bệnh nhân có sử dụng một cái số thuốc để điều trị các cái bệnh lý khác, ví dụ như suy tim, các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế phù thể, và đặc biệt là các cái thuốc lợi tiểu giữ kali. Đây là một cái bệnh mà cái triệu chứng rất là kín đáo. Đa phần các cái bệnh nhân mà nhập viện thì khi đó bệnh nhân đã vào cái giai đoạn cuối, còn những cái giai đoạn đầu hầu như bệnh nhân không có triệu chứng. Chính vì vậy thì các cái dấu hiệu mà để mà nhận biết sớm cái bệnh lý suy thận thì mình phải kiểm tra, tầm soát cái bệnh lý định kỳ, chứ cái bệnh thì nó không có biểu hiện trong cái giai đoạn đầu. Đặc biệt, bác sĩ Trần Văn Điền khuyến cáo người dân, ngoài biến chứng tăng kali máu thì suy thận mạn còn gây nhiều biến chứng như tim mạch tác động lên hệ xương, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, tình trạng thiếu máu khi vào giai đoạn 3. Vì thế, để tránh các biến chứng nguy hiểm do bệnh suy thận, người dân cần biết cách bảo vệ thận của mình, tránh nguy cơ dẫn đến bệnh suy thận mạn như không dùng thuốc gây độc cho thận, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc tại các nhà thuốc, uống đủ nước, không hút thuốc lá. Bệnh nhân mắc đái tháo đường tăng huyết áp cần điều trị, kiểm soát tốt bệnh. Nếu đã mắc bệnh suy thận mạn thì cần điều trị kéo dài và tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt dành cho bệnh thận mạn.
tiết chế ăn muối, đường. Giai đoạn cuối, bệnh nhân cần hạn chế dùng trái cây nhiều kali.